Hello mọi người, hôm nay bác sĩ sẽ quay trở lại với một chủ đề, đó là tim căng bóng da. Thì mấy bạn lên mạng chỉ cần search là làn da căng bóng, là tim HA, là làn da sương khói, là mụn quang, là làn da baby, đặt cho một cái phương pháp đó gọi là tim, để cho làn da mình trở nên bóng hơn, trở nên căng hơn. Và mọi người hay hỏi bác sĩ là tiêm bằng cái loại gì mà cái chỗ đó nó quảng cáo thấy hay quá vậy bác sĩ. Cho đến giờ phút này thì các tổ chức y tế thế giới chỉ công nhận có một loại hoạt chất, đó là HA, acid hyaluronic, có khả năng là tiêm được để nó giữ được cái lượng nước. Lý do nó giữ được lượng nước đó là do cái phân tử HA nó có khả năng ngậm nước gấp 1.000 lần so với phân tử của nó. Thì khi nó giữ nước mà gấp 1.000 lần so với phân tử của nó thì cái phân tử HA nó sẽ to ra, nó sẽ căng bóng hơn. Và cái làn da chúng ta nó có sự tăng thể tích, do đó nó sẽ có căng mượt hơn. Thì có rất là nhiều loại HA trên thị trường, hay còn gọi là có rất là nhiều brand về HA. Nếu như tính là brand không thì nó có khoảng hơn 200 loại được sản xuất bởi rất là nhiều nguồn. Nhưng mà nếu như tính mà gọi là những cái nhãn mà được FDA approve, hay là những cái nhãn mà được các tổ chức y tế thế giới công nhận với những cái nghiên cứu lâm sàng hẳn hoi á, thì chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Cho nên chúng ta muốn tiêm loại nào chúng ta phải tìm hiểu kỹ loại đó đã có thời gian thâm niên bao lâu trên thị trường làm đẹp rồi, và đồng thời loại đó đã có những cái nghiên cứu ứng dụng gì cho cái việc làm đẹp. Một lưu ý thứ hai nữa là HA chúng ta sẽ phải quan tâm tới là những cái liên kết chéo trong các phân tử HA. Thì khi nói đến liên kết chéo trong các phân tử HA, nó nói đến độ bền của HA đó ở trong da. Và độ bền HA trong da đối với những cái loại mà tiêm mà nó chỉ để bóng da thôi á, thì thường nó sẽ không có liên kết chéo. Mà khi không có liên kết chéo thì độ bền nó chỉ tầm từ 2 tháng cho đến 4 tháng. Còn đối với những cái loại HA mà có liên kết chéo thì chúng ta phải tiêm nó sâu hơn. Và cái độ mà giữ lại ở trong cái da nó khoảng từ 8 tháng cho đến 1 năm. Điều thứ ba mà chúng ta cần phải cân nhắc khi chúng ta chọn cái loại HA để tiêm, hỗ trợ đi kèm của cái HA, không có một nhà sản xuất nào mà người ta chỉ để HA đơn thuần đâu. Nếu như những nhà sản xuất nổi tiếng, người ta sẽ muốn cái tác dụng của cái thuốc tiêm của người ta được cái độ bóng, độ mượt, độ đàn hồi săn chắc, thì lúc đó người ta sẽ cho thêm vào trong những cái HA đó những cái loại yếu tố tăng trưởng. Và nó mắc hay không mắc, nó hơn kém nhau ở cái chi phí của những cái loại thuốc đó. Và bác sĩ thấy nha, thật ra thì tiền nào của đó đúng thiệt. Khi bác sĩ sử dụng những cái sản phẩm mà để mà tiêm trên da thì bác sĩ chỉ sử dụng những sản phẩm thứ nhất của Teosan nè, của Restylane nè, Suvidam, là ba cái thương hiệu khá là ưu ái để mà cho lên mặt, nhất là khuôn mặt là cái mặt tiền của người ta, cho nên nó là không có tiếc cho cái việc mà sử dụng những thuốc xịn. Do đó đó là chúng ta phải cân nhắc nha, khuôn mặt là của chúng ta và chúng ta phải nên chọn một cái phòng khám uy tín với những cái loại thuốc được nhập chính ngạch đàng hoàng, thì lúc đó chúng ta sẽ mới yên tâm cho cái việc làm đẹp. Vậy thì tế bào gốc, nhau cừu có tiêm được không? Tại vì mọi người hay nói là tiêm tế bào gốc trắng sáng. Cho đến giờ phút này, Bộ Y tế của Việt Nam vẫn không công nhận tế bào gốc cho cái việc tiêm trên da, vẫn chưa cho phép đâu mấy bạn. Cả Tổ chức Y tế Thế giới người ta vẫn chưa có một cái gì chính thống cho cái việc tế bào gốc trẻ hóa bằng cách tiêm chích trên bề mặt da đâu. Hiện nay nha, người ta đang nghiên cứu những cái phương pháp ví dụ như tế bào gốc trong cái điều trị bệnh là có nghĩa là tế bào gốc là một tế bào có khả năng tăng sinh, thì lúc đó người ta có thể dùng những cái hướng động, có nghĩa là hướng vào những cái mô đích mà người ta cần tăng sinh, thì người ta sẽ chọn ra những cái dòng đặc trưng rồi người ta tiêm truyền để mà người ta điều trị bệnh. Mà còn cái chuyện mà tiêm ở trên da hoặc là tế bào gốc nhau cừu rồi tế bào gốc noãn thực vật, mấy cái đó là chưa được cấp phép. Cho nên chúng ta làm cái gì đó chúng ta phải biết là nếu như chúng ta lỡ xảy ra sự cố thì ai sẽ bảo vệ chúng ta. Nếu như chúng ta chọn sai cái nơi làm đẹp, chọn sai cái sản phẩm làm đẹp, thì ít ra chúng ta cũng phải có một cái đơn vị để đủ cái giấy phép để người ta hỗ trợ chúng ta bảo vệ được bản thân của chúng ta khi chúng ta đi làm đẹp. Đó là vài lưu ý mà bác sĩ muốn chia sẻ cho mọi người, giúp mọi người có một cái nhìn khách quan hơn cho cái việc tiêm căng bóng da. Và nhớ là nha, làn da chúng ta nó sẽ lão hóa theo thời gian, theo ngày luôn,
Cho nên nó là không có một cái gì gọi là bền vững thực sự đâu. Và 8 tháng hoặc là đến 1 năm đó là cái tối đa nhất mà những cái phương pháp trẻ hóa mà chúng ta có thể đạt được bằng cái tiêm chích rồi. Cho nên mọi người đừng có kỳ vọng quá. Nếu như mấy bạn thích những gì bác sĩ chia sẻ, nhớ cho bác sĩ một like, share và một subscribe nha. Bye bye.